Vâng, chào các bạn. Hiện giờ chúng tôi đang có mặt tại 174 Thái Hà. Trung chính audio đã set up hệ thống âm thanh ở tầng 7 của tòa nhà này. Và bây giờ chúng tôi sẽ đưa các bạn đến tham quan hệ thống âm thanh ở đây. Bây giờ chúng tôi đã có mặt tại nhà hàng ở tầng 7, một số 174 Thái Hà. Với clip này thì chúng tôi với mục đích khi làm chúng tôi sẽ có cái, sẽ làm để hướng dẫn sử dụng cho khách hàng và cũng như là để cho mọi người có cái nhìn tổng quan về hệ thống âm thanh mà chúng tôi đã lắp đặt tại đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết của từng thiết bị. Trước hết thì mọi người có thể nhìn thấy ở trên phía sân khấu đây, chúng tôi với hệ thống âm thanh sân khấu. Ở đây chúng tôi thiết kế với hai chiếc loa Evo 50 của Electro Voice, một thương hiệu đến từ Mỹ. Thì mỗi chiếc loa này là 1000W và nó sẽ là loa chính của sân khấu, phục vụ cho những buổi tiệc liên hoan ca nhạc. Với hệ thống âm thanh nhận tiền ở đây thì chúng tôi trang bị cho khách hàng 12 chiếc loa VXC4 của Yamaha với công suất 30W tại 100V. Thì các bạn có thể thấy ở đây là các loa được lắp âm trên trần với mặt loa hướng ra ngoài. 12 chiếc loa này chúng tôi lắp giải đều theo mặt bằng trần. Như các bạn có thể thấy là mặt bằng trần và sẽ ẩn ở trên trần. Mục đích là để cho âm thanh được dàn đều nhất, tạo được cái hiệu ứng âm thanh cho nhạc nền tốt nhất cho khách hàng. Và mọi người ở vị trí nào trong nhà hàng cũng có thể nghe được một mức âm thanh giống nhau. Và chúng ta sẽ đi tiếp đến cái phần về hệ thống điều khiển. Hệ thống điều khiển ở đây thì chúng tôi sử dụng công nghệ điều khiển Dante của Yamaha. Đây là một trong những công nghệ hàng đầu về truyền dẫn âm thanh, sử dụng qua nền tảng mạng TCP/IP nhưng mà sẽ cho chất lượng âm thanh được truyền tải tốt nhất. Đầu tiên thì tôi muốn nói đến là bàn trộn kỹ thuật số Yamaha TF1. Chiếc bàn trộn này được sản xuất tại Indonesia với thiết kế của Yamaha rất tiên tiến, tích hợp cả Dante. Bàn trộn này thì có 16 line in và out thì rất tiện dụng và rất phù hợp với những không gian nhỏ. Và một không gian nhỏ như thế này thì bạn có thể chơi được cả band nhạc hay là hội thảo rồi hát là karaoke, rất là tiện và dễ sử dụng. Hệ thống ở đây thì chúng tôi sẽ trang bị thêm cho khách hàng là 4 bộ micro không dây. Đây thì anh Ngọc anh đang đứng đây, anh ấy setup hệ thống. Đây là anh đeo khẩu trang này, anh Ngọc dịch Covid mà các bạn. Tôi thì tôi không đeo khẩu trang, lên hình không đeo khẩu trang, nhưng mà ông này thì ông đeo khẩu trang. Đó, bạn ấy đang căn chỉnh lại hệ thống để chuẩn bị chúng tôi sẽ lên tiếng và test thử với khách hàng. Tất cả thiết bị ở đây thì đều là thiết bị chính hãng và có được những cái chứng chỉ về xuất xứ và chất lượng. Thông qua video này thì khách hàng sẽ có thể nhìn thấy được toàn bộ những cái thiết bị mà chúng tôi lắp đặt tại cho nhà hàng này và sẽ có thể dễ dàng sử dụng lắp đặt với những cái thông tin cách cắm đấu nối mà chúng tôi đã thực hiện trong video, các bạn có thể xem ở phần sau của video. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử lên tiếng để nghe thử xem là chúng tôi đã làm được cái gì ở đây nhé. Chúng ta cao to chứ không? 6-7. Em biết anh yêu cô ta, dẫu em những hôm không về nhà. Và con tim anh dành đời ai là bờ vai, là màu tóc rối. Mùa thu sang, hàng cây sao xanh, lá rơi đây đã qua ngày xanh. Và bây giờ chúng tôi đã hoàn thành được công tác chạy thử hệ thống, vận hành thử mọi thứ
thì hệ thống loa chính và loa âm trần đã hoạt động, bản trộn kỹ thuật số cùng với hệ thống kết nối Dante đã hoạt động, mọi thứ được rất là trơn tru. Thì ở đây từ thiết kế cho đến công tác thi công thì chương trình audio đều làm theo chuẩn của châu Âu, vì thế tôi tin chắc là mọi hệ thống này sẽ được vận hành rất trơn tru và sử dụng thời gian rất dài mà không cần phải có những công tác bảo hành bảo trì nhiều. Ngoài ra thì cái việc vận hành sẽ rất là dễ dàng vì thiết bị là thiết bị quy chuẩn quốc tế rồi. Đội vận hành có thể là người nước ngoài, ở đây sẽ là người nước ngoài và có thể là người Mỹ. Còn chúng tôi cũng đã có một cái công tác bàn giao sơ bộ cho bên kỹ thuật là người Việt Nam của nhà hàng, thì rất là mong sau này mọi người nếu mà có những cái nhu cầu gì mà cần hỗ trợ thì sẽ điện thoại đến cho chương trình audio để được nhận được sự hỗ trợ cũng như là sự tư vấn của chúng tôi cho hệ thống âm thanh của các bạn. Vâng, xin cảm ơn. Chương trình audio âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.